Xin chào anh nhé. Bây giờ là 12 giờ. Đấy, nãy là mình phải quay một chút cho mọi người xem công trình của mình. Làm nên làm hộ, đây là cái nhà gỗ mà làm thế là làm hộ thôi. Giờ mình sẽ quay cho mọi người xem chi tiết một số cái công việc. Đấy, đây là cái khung nhà gỗ này. Mọi người nhìn làm gỗ kinh khủng. Rất là to. Đây là cái nền. Nền nhà nền bằng gỗ. Nền này nó cũng dày khoảng bao nhiêu dưới. Đây là cái thạch cao dày bắn đinh như cái này bạn em mình cũng quay cho mọi người xem. Bắn đinh vào đây bắn thẳng đấy. Đó. Nên buổi sáng này giải hết cái này. Từ giờ đến chiều là làm bắn nốt những cái đinh này xong, quét dọn xong cái công trình này thì làm về thôi. Ok, bây giờ là mình đi ăn cơm thôi. 12 giờ rồi. Mọi người cũng xuống rồi. Ok. Có cái gì thì mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp nhé. Bye bye. Gohan ikimasu.